Lão hóa là một quá trình tự nhiên của cơ thể, nhưng phụ thuộc vào những cơ địa khác nhau mà tốc độ lão hóa cũng có sự khác biệt. Có những người dù đã gần 50 nhưng vẫn rạng rỡ, trẻ trung như độ tuổi 20. Nhưng cũng nhiều trường hợp dù chỉ mới 40 tuổi nhưng lại có những dấu hiệu lão hóa của tuổi 60. Lão hóa sớm xuất hiện do lượng estrogen sụt giảm dần trong cơ thể, kéo theo là hiện tượng giảm tổng hợp collagen. Kết quả là các lớp da mỏng đi, mất dầu và nước và trở nên khó giữ ẩm, khô và thô ráp. Trong khi đó, càng nhiều tuổi, tuyến bã nhờn và mồ hôi càng giảm hoạt động. Chính điều này khiến da trở nên khô, ngứa và rất dễ bong tróc. Tình trạng lão hóa sớm còn thể hiện qua tình trạng rụng tóc thường xuyên, sự suy giảm trí nhớ, suy giảm tầm nhìn, suy giảm khả năng vận động cơ xương khớp và rối loạn sinh lý ở cả nam và nữ. Những dấu hiệu cảnh báo bản thân không còn trẻ trung khiến nhiều người tự ti và trở nên lo lắng. Nhiều người đôi khi còn rơi vào tình trạng stress kéo dài do không biết cách nào để cải thiện hoặc đã áp dụng một vài biện pháp tự nhiên nhưng hiệu quả không quá rõ rệt. Nhưng chính những áp lực này lại càng khiến tốc độ lão hóa trở nên nhanh chóng hơn. Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống khỏe toàn diện do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness Việt Nam thực hiện, được phát sóng vào 6 giờ 15 phút thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, khi mà chúng ta có một chế độ ăn uống sinh hoạt không lành mạnh kèm theo việc thiếu ngủ và những áp lực từ công việc, từ cuộc sống có thể khiến cho chúng ta bị lão hóa sớm. Lão hóa được xem như là một kẻ thù khi mà làn da của chúng ta sẽ xuất hiện những dấu hiệu như là đốm nám nè, tàn nhang, đồi mồi, trùng nhão, chảy xệ. Bên cạnh đó thì lão hóa còn khiến cho các cơ quan trong cơ thể của chúng ta bị suy giảm về chức năng. Và làm cách nào để nhận biết được lão hóa sớm và có thể phòng ngừa được hay không? Thưa quý vị, Ngọc Nhi xin phép được giới thiệu chuyên gia của chương trình ngày hôm nay, đó chính là cố vấn chuyên môn của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness Việt Nam, đó chính là bác sĩ Dimitro. Xin được chào bác sĩ ạ. Good day to everyone. Thưa bác sĩ, khi mà nhắc đến cái tình trạng mà chúng ta già trước tuổi thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những cái dấu hiệu tuổi tác, có thể là tại sao cùng tuổi mà nhìn người kia lại trông già hơn. Đó là chúng ta phát hiện bằng vẻ bề ngoài thôi. Còn làm sao để chúng ta biết được là mình đang có những dấu hiệu của lão hóa sớm, và việc mà chúng ta nhận biết sớm thì có những cái phương pháp nào để ngăn ngừa không ạ? Lão hóa hiểu theo nghĩa đơn giản chính là tình trạng một người già đi. Xét về khía cạnh khoa học, lão hóa chính là một hiện tượng khi các tế bào phân lập trở nên hạn chế khả năng phân chia trong môi trường nuôi cấy. Sự hạn chế này sẽ gây ra sự suy giảm chức năng. Thông thường, sự suy giảm này sẽ xuất hiện khi bạn bắt đầu bước qua độ tuổi 40 trở đi. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu nhận thức được sự thay đổi tiêu cực như tôi vừa đề cập ở đây khi chưa đến 35 tuổi, rất có khả năng bạn đang đối mặt với tình trạng lão hóa sớm. Bạn cần phải thực hiện một số xét nghiệm phù hợp để đưa ra kết luận cuối cùng. Còn về dấu hiệu của lão hóa sớm, đúng như bạn nói, thông thường khi nhắc đến tình trạng lão hóa sớm, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đó là các tình trạng ngoại hình bên ngoài. Thực chất đó là những dấu hiệu chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được. Các dấu hiệu về lão hóa sớm có thể diễn ra âm thầm trong cơ thể chúng ta và được thể hiện qua các triệu chứng hay bị bỏ qua như các vấn đề về trí nhớ, các khớp bị đau dẫn đến tốc độ đi bộ hay vận động chậm hơn, các vấn đề về tầm nhìn, da khi bị va chạm cũng dễ bị bầm tím hơn. Đối với một số chị em phụ nữ, dấu hiệu lão hóa sớm cũng thể hiện qua tình trạng kinh nguyệt không đều. Một số bệnh nhân của tôi thường hay than phiền rằng không hiểu vì sao vòng eo của họ nhiều mỡ hơn dù họ đã cố gắng ăn kiêng và tập luyện rất nhiều. Tuy nhiên, mỡ có xu hướng tích lũy ở bụng khi bạn già đi. Điều này đặc biệt phổ biến ở phụ nữ sau tuổi mãn kinh. Bất kể bạn ở độ tuổi nào, thì vòng eo nhiều mỡ sẽ đi kèm với các vấn đề sức khỏe như bệnh tim và tiểu đường type 2. Nguy cơ càng tăng nếu phụ nữ có vòng eo trên 89cm và nam giới có vòng eo trên 101cm. Vì vậy, bạn cần phải hết sức chú ý các dấu hiệu này và đi thăm khám bác sĩ để có giải pháp điều trị phù hợp. Thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân chính của việc lão hóa sớm là gì ạ? Và tại sao có những người họ chỉ tầm mới ngoài 30 tuổi thôi mà cơ thể đã cảm thấy là suy nhược, nè, mệt mỏi, hệ miễn dịch cũng giảm sút và gặp phải những cái tình trạng về đau nhức xương khớp nữa? Bác sĩ có thể lý giải cho mọi người được biết không ạ? Có rất nhiều nguyên nhân gây ra lão hóa, trong đó có thể kể đến nguyên nhân di truyền hay các tác động ngoại cảnh như chế độ ăn uống và sinh hoạt.
Về gen di truyền, y học đã ghi nhận một số tình trạng di truyền hiếm gặp khiến bạn có thể bị lão hóa ở thời thơ ấu và dậy thì sớm, hay còn gọi là hội chứng Rogeria. Số khác mắc hội chứng Werner với biểu hiện da nhăn nhiều, tóc bạc và bị hói khi được 13 đến 30 tuổi. Lão hóa còn có thể đến từ thói quen sinh hoạt. Một thói quen xấu tôi nhận thấy ở rất nhiều cánh đàn ông chính là họ không bao giờ sử dụng kem chống nắng. Vì sử dụng kem chống nắng không phải chỉ để làm đẹp và dưỡng trắng da, mà còn là cách bảo vệ làn da cũng như các DNA trong tế bào da bị hủy hoại bởi tia UV. Ngoài ra, chất lượng giấc ngủ kém cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra lão hóa. Giấc ngủ giúp tái tạo tế bào. Nếu chất lượng giấc ngủ kém thì sẽ làm tăng các dấu hiệu lão hóa và gây suy giảm chức năng của hàng rào bảo vệ da, cũng như khả năng tái tạo đào thải của gan, thận, phổi, tích trữ chất độc hại khiến các tế bào này bị suy giảm chức năng. Việc hút thuốc lá, uống rượu bia và chế độ ăn nhiều dầu mỡ, thiếu chất xơ và gần như không vận động cũng chính là lý do ngày càng nhiều người bị lão hóa sớm khi chỉ mới ngoài 30 tuổi. Có một số nguyên nhân gây ra tình trạng già trước tuổi, trong đó có thể kể đến việc hút thuốc lá và các chất kích thích, không sử dụng kem chống nắng thường xuyên, chất lượng giấc ngủ và chế độ ăn uống không lành mạnh, tình trạng căng thẳng kéo dài, môi trường sống ô nhiễm hay do gen di truyền. Quá trình lão hóa không thể ngừng lại hoặc đảo ngược. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình lão hóa sớm bằng cách thay đổi lối sống và sử dụng một số phương pháp và công nghệ phù hợp. Trong số đó có thể nhắc đến công nghệ tế bào châu Âu, các phương pháp tăng cường và điều hòa nội tiết tố, phương pháp cải thiện chất lượng giấc ngủ hay cải thiện trạng thái sức khỏe tinh thần. Khi phát hiện các dấu hiệu lão hóa sớm, mỗi người cần giữ thái độ bình tĩnh và tìm hiểu các phương pháp khắc phục tận gốc vấn đề thay vì chỉ điều trị triệu chứng. Ngoài ra, các biện pháp và thói quen tốt chăm sóc da cũng như điều hòa nội tiết tố cũng nên được thực hiện từ sớm để kéo dài độ tuổi sinh học của mỗi người. Thưa bác sĩ, Ngọc Nhi thấy là có nhiều người để cải thiện tình trạng lão hóa thì họ cũng tìm đến rất nhiều cách. Và đối với làn da thì nhiều chị em cũng sử dụng những cái loại mỹ phẩm rất là đắt tiền, nhưng mà cái dấu hiệu lão hóa cũng không cải thiện được rõ rệt. Lý do là vì sao ạ? Hiện nay, dưới những áp lực khổng lồ trong cuộc sống cũng như các tiêu chuẩn cao về ngoại hình, mà rất nhiều người tìm mua các sản phẩm điều trị tình trạng lão hóa, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, tôi cần phải nhấn mạnh rằng bản chất của lão hóa chính là việc biến mất của tế bào dẫn đến sự suy giảm chức năng của các cơ quan. Các sản phẩm mỹ phẩm hiện nay phần lớn vẫn chỉ lựa chọn phương pháp tác động từ bên ngoài. Các phương pháp này chắc chắn vẫn có hiệu quả. Tuy nhiên, yêu cầu về liệu trình điều trị sẽ rất lâu mới thấy được kết quả. Trong trường hợp mong muốn thấy được hiệu quả điều trị tốt nhất, chúng ta cần lựa chọn các phương pháp chuyên sâu, khắc phục tận gốc vấn đề. Và một trong những phương pháp nổi bật nhất hiện nay chính là tế bào gốc. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực y học tái sinh, tôi đã từng bước chứng kiến sự phát triển của liệu pháp này, từ một giả thiết điều trị cho đến một phương pháp ứng dụng điều trị hơn 80 bệnh trên toàn thế giới. Tôi tin rằng tế bào gốc có đầy đủ tiềm năng và cơ sở khoa học để trở thành một phương pháp để lùi lão hóa hiệu quả trong thời gian tới. Ngọc Nhi muốn nhờ bác sĩ giải thích thêm về cơ chế đẩy lùi lão hóa khi mà chúng ta sử dụng liệu pháp tế bào gốc và tại sao tế bào gốc lại làm được điều này ạ? Lão hóa là tình trạng không thể tránh, và khi chúng ta đã bắt đầu lão hóa rồi thì rất khó hoặc gần như không thể nào trở lại tình trạng ban đầu. Tất cả những gì chúng ta có thể làm đó là làm chậm quá trình này lại mà thôi. Còn về câu hỏi tế bào gốc, đây là một loại tế bào vô cùng đặc biệt. Cơ thể của chúng ta có rất nhiều tế bào, và các tế bào này sẽ trở thành các tế bào chức năng riêng biệt. Tuy nhiên, tế bào gốc lại không như vậy. Đúng như chữ gốc trong tên gọi, loại tế bào này là tế bào thô sơ nhất của con người. Tế bào này có khả năng biệt hóa thành bất kỳ tế bào chức năng nào và tăng sinh liên tục. Đặc biệt hơn, tế bào gốc có khả năng điều trị đích, nghĩa là nó có thể đến vị trí tế bào bị lão hóa, các tế bào bị tổn thương và mất đi để làm nhiệm vụ thay thế. Như vậy, các cơ quan chức năng sẽ luôn được vận hành nhịp nhàng, từ đó kéo dài thời gian lão hóa và suy giảm chức năng hơn. Hiện nay, tế bào gốc đã được ứng dụng để làm chậm quá trình lão hóa tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tôi có thể đề cập đến một số ứng dụng phổ biến nhất là điều trị tình trạng thoái hóa khớp, tăng cường hệ miễn dịch, điều trị các vấn đề suy nhược cơ thể, một số căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh, hệ tuần hoàn tim mạch. Tùy vào tình trạng sức khỏe cụ thể của bệnh nhân, các bác sĩ có thể đề xuất loại tế bào gốc phù hợp để thực hiện quá trình này.
Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng điều kiện để có sức khỏe tốt của mỗi cá nhân liên quan tới sự gắn bó trong cộng đồng, như niềm tin tưởng giữa những người sống gần nhau, tương tác qua lại và giúp đỡ lẫn nhau. Chính vì vậy, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng và cải tiến công nghệ để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho các thế hệ người cao tuổi là hai xu hướng chăm sóc sức khỏe đang trở thành trào lưu chủ đạo của ngành chăm sóc sức khỏe thế giới. Qua đó, các phương pháp cũng như công nghệ kỹ thuật điều trị các bệnh về lão hóa và tình trạng lão hóa sớm cũng được đầu tư mạnh mẽ. Bên cạnh các dấu hiệu lão hóa da có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường, tình trạng rối loạn giấc ngủ chính là dấu hiệu cảnh báo lão hóa sớm thường xuyên bị bỏ qua. Thuật ngữ rối loạn giấc ngủ dùng để chỉ tình trạng người bệnh gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian hoặc thời lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của người đó khi thức. Các triệu chứng rối loạn giấc ngủ bao gồm rất buồn ngủ vào ban ngày và khó ngủ vào ban đêm. Ngoài ra còn có những triệu chứng khác tùy thuộc vào dạng rối loạn giấc ngủ phổ biến khác, chẳng hạn như đột ngột ngủ gật vào những thời điểm không thích hợp, cảm thấy khó chịu mỗi khi cố gắng chìm vào giấc ngủ, có chu kỳ ngủ thức không đều, có giấc ngủ ngắn tỉnh dậy sớm, cáu kỉnh, lo lắng, tâm trạng thay đổi, thiếu tập trung và giảm hiệu suất làm việc và học tập. Để đối phó với tình trạng mất ngủ thường xuyên, rất nhiều người đã lựa chọn giải pháp dùng thuốc ngủ. Thuốc ngủ là giải pháp giúp làm giảm nhanh triệu chứng buồn ngủ, giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ và làm giảm tình trạng mệt mỏi. Tuy nhiên, tùy từng loại, đối tượng sử dụng mà thuốc có thể gây ra rất nhiều tác hại không mong muốn như gây đau đầu, chóng mặt, có thể dẫn đến té ngã, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa như gây buồn nôn, tiêu chảy, nhịp tim không đều. Thậm chí nhiều người còn đối mặt với tác dụng phụ là tăng cân mất kiểm soát, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Hiểu được những khó khăn những người rối loạn giấc ngủ khi còn trẻ phải đối diện, các nhà khoa học từ châu Âu đã nghiên cứu ứng dụng phương pháp mới để có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ mà không cần phụ thuộc vào thuốc. Liệu pháp EFACE có khả năng cung cấp vi chất có lợi cho não bộ thông qua hệ thống máy IO Neural Pathway, giúp mỗi người thư giãn hệ thần kinh, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường tuần hoàn não, từ đó cải thiện trí nhớ, nâng cao độ tập trung và hiệu suất làm việc. Ngoài ra, liệu pháp cải thiện giấc ngủ sẽ phát huy hiệu quả điều trị tốt nhất khi được kết hợp với các thói quen tốt của người bệnh, chẳng hạn như xây dựng một thói quen sinh hoạt khoa học hơn, tập suy nghĩ tích cực, giải tỏa stress, ăn uống đủ chất, hạn chế dùng chất kích thích và đặc biệt là tắt hết các thiết bị điện tử ít nhất 2 tiếng trước khi đi ngủ. Bằng kinh nghiệm của mình thì bác sĩ có thể chia sẻ về những cái phương pháp nào để giúp mọi người có thể phòng ngừa được tình trạng lão hóa sớm xuất hiện không ạ? Tại châu Âu, chúng tôi rất hay truyền tay nhau câu nói này, đó là You are what you eat. Dịch nôm na có nghĩa là bạn chính là những gì bạn ăn. Câu nói này là hoàn toàn đúng. Chẳng hạn, việc ăn quá nhiều đường sẽ khiến quá trình digestion diễn ra nhanh hơn. Lúc này, các tế bào phải hoạt động tích cực hơn cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Các phân tử đường lúc này sẽ liên kết với protein tạo ra glycation, khiến mật độ collagen trên da giảm đi nhanh chóng. Thiếu hụt collagen như một điều tất yếu sẽ khiến da kém đàn hồi, hình thành các nếp nhăn từ nông đến sâu, báo hiệu cho một quá trình lão hóa đang sắp diễn ra trên cơ thể bạn. Vì vậy, để phòng ngừa tình trạng lão hóa sớm, tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều cần thực hiện từ bước dễ nhất nhưng cũng quan trọng nhất, đó chính là điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp. Tất nhiên, để có thể làm chậm quá trình lão hóa cần thực hiện nhiều hơn. Chẳng hạn như việc bạn phải giảm bớt tiêu thụ rượu bia, ngừng hút thuốc lá và tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Ngoài ra, tôi thật sự rất mong mỗi người chúng ta đều có thể dành ít nhất một lần đi khám tổng quát sức khỏe mỗi năm để có thể theo dõi được cơ thể mình. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, lão hóa không chỉ có dấu hiệu bên ngoài mà còn cả bên trong cơ thể. Vì vậy chúng ta tuyệt đối không được chủ quan mà phải thăm khám và theo dõi thường xuyên. Hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay từ bác sĩ Dimitro thì quý vị khán giả cũng đã hiểu rõ thế nào là lão hóa sớm và những phương pháp để chúng ta giúp ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm. Và hơn hết, chúng ta hãy tạo một cuộc sống thật là lành mạnh, khỏe mạnh nè, cùng với chế độ ăn uống, luyện tập thật là khoa học để giúp chúng ta luôn trẻ khỏe quý vị nhé. Và xin được gửi lời cảm ơn đến những chia sẻ, những thông tin hữu ích ngày hôm nay từ bác sĩ Dimitro ạ. Thank you for having me here. It's my pleasure as always and see you next time. Và xin được cảm ơn hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ 15 phút thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.